cả nhà, mình Lâm đây cả nhà ơi. Rất vui đồng hành với anh chị em đam mê về dòng xe Captiva 7 chỗ nha. Hôm nay thì Nam cũng chia sẻ với anh chị một cái bệnh mà đa số dòng xe Captiva đều bị qua nha cả nhà. Đó là nó bị cái quạt ngay chỗ cái phần mà chúng ta điều chỉnh quạt gió máy lạnh. Và ở đây thì từ đời 2008 đến 9 đến 10 thì nó hay có cái trạng thái là sẽ hư cái bộ phận này khi chúng ta chỉnh nhiệt độ hoặc gió trong xe thì nó không như mong muốn. Ở cái mức nhỏ thì nó không có khởi động, nó không có chạy, chúng ta cảm giác không có gió, nhưng mà khi chúng ta mở lớn thì nó sẽ ở cái trạng thái mắc và tạo cho chúng ta cái độ ồn trong xe. Còn về lạnh thì nó vẫn một hoạt động một cách rất là ok, nó chỉ có trở ngại ngay cái bộ phận mà chúng ta gọi là điều chỉnh gió trong máy lạnh thôi. Và để mình trong chuyến công tác về thì mình cho kỹ thuật kiểm tra. Ban đầu thì mình cũng nghi ngờ là nó sẽ hư cái bộ RGU, một cái IC lạnh khiển quạt gió ở dưới, nhưng mà mình mở ra kiểm tra test thì nó lại không có bị hư nha cả nhà. Nên giờ chúng ta sẽ lắp lại và chúng ta kiểm tra ngay cái bộ bên trên. Và trong cái quá trình làm thì chúng ta cũng kiểm tra coi như là sạc ga rồi thêm ga nếu mà nó trạng thái là ga nó bị yếu nha. Mình đưa một cái bộ khác vô mình test thì nó vẫn không có hoạt động như mong muốn được. Cho nên là quyết định chúng ta sẽ phải mở để mà ở bên trên đó chúng ta sửa chữa ha. Bây giờ thì các bạn kỹ thuật đang tiến hành mở cái bộ bên trên, bộ điều khiển trung tâm ở trên cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để mà khắc phục cái lỗi do cái bộ điều khiển quạt bên trên nha. Cái phần ở dưới thì chúng ta tháo ra rồi và kiểm tra nó không có bị hư nha. Cho nên chúng ta phải xác định rõ ràng trước khi chúng ta thay. Thường thì nó sẽ hư ở bên dưới, nhưng có một số xe thì nó sẽ hư cái bộ điều khiển bên trên nha cả nhà. Và đây thì chúng ta sẽ mở cái phần mặt nạ bên trên nè. Chúng ta mở kỹ ra lưỡng những cái phần mà tiếp xúc rồi vô cái những cái mảng điều khiển á, những cái chốt đó chúng ta kỹ để nó gãy, sau này chúng ta lắp vào nó sẽ bị ọp ẹp nha. Đó, khi bạn kỹ thuật biết cách đó thì chúng ta sẽ cậy mấy cái chốt này ra và chúng ta tháo cũng nhẹ nhàng thôi cả nhà. Chúng ta sẽ kiểm tra từng bước nha. Về cái mặt táp lô này thì nó nói chung là nó cũng hơi khó để mở đó, chúng ta phải biết cách đó, chứ chúng ta giật thì những cái khớp ở đây nó sẽ bị hư ha. Chúng ta mở hai cái miếng bên hai bên ra trước, sau đó chúng ta mở đến cái bộ phận chỗ khu vực cần số ha. Sau đó thì trong dưới cái bộ đó thì nó sẽ có cái khu có mấy con ốc ở đó, chúng ta mở cái phần đó xong chúng ta mới lấy ra được nguyên cái hộp điều khiển và chúng ta sửa lại cái phần mà điều khiển của ở trên để đưa xuống công suất máy lạnh ở dưới nha. Đó, chúng ta tiếp tục, chúng ta mở lại cái khu vực ngay chỗ cái nắp cái chỗ cần số này cả nhà. Ở đây thì chúng ta mở chìa khóa lên để chúng ta kéo cái cần số ra phía sau để chúng ta lấy cho nó dễ nha. Thì quá trình này thì nó cũng, nếu chúng ta quen thì chúng ta tự mở ra và chúng ta đem cái hộp đi đến một cái chỗ chuyên làm thì họ sẽ làm. Ví dụ như các anh chị ở gần ở đâu đó thì chúng thì mang, còn không thì đến ở gần chỗ xưởng của Nam thì mang đến, đây cũng có kỹ thuật để làm giúp cho anh chị nhé. Sau khi chúng ta mở cái phần hộp dấu ở dưới thì chúng ta mới lấy ra được cái bộ điều khiển này. Đó, cả nhà thấy không, nó không, cũng không phải là dễ mở đâu. Chúng ta phải thao tác từng bước để chúng ta biết cách mở chỗ nào, thì chúng ta cậy quá thì sẽ hư hết những cái ngàm cái chấu mà nó giữ lại cái mặt bảng điều khiển nha. Xích sao về không ẩu, không biết là nãy gãy đấy không.
sau khi kỹ thuật đã xác định nó hư cái bộ điều khiển điều chỉnh cái phần quạt gió thì chúng ta đã mở ra sửa và đã khắc phục rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta lại tiến hành lắp vào nha. Video clip này thì Nam cũng muốn chia sẻ với anh chị dùng cái Captiva, nó hay có trạng thái là chỉnh quạt gió, cái quạt nó chạy không mong muốn, có lúc nhanh lúc chậm, thì chúng ta mở cái khu vực này ra và chúng ta sửa. Và đây thì Nam đã khắc phục cho xong rồi, và cũng muốn chia sẻ với anh chị nếu mà anh chị đang dùng cái dòng này thì chúng ta xác định đúng vị trí để chúng ta tiết kiệm chi phí và sửa nó nhanh hơn nha. Và Nam cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip ha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.